nhiều lắm. Cây này là trái đã chứ. Thôi. Bắt nha. Ờ. Này, quả. Sớm chưa? Ôi giời, quả to này. Đẩy xuống dưới đất đấy. Đây. Từ đấy. Nào. Ừ. Ui giời. Ui cái kìa. Nhiều lắm, trên này sai lắm. Nãy ở trên cao nhá. Dạ, trên này sai lắm anh ạ. Sai đó. Trên này nhiều lắm. Quả nhiều lắm. Nhiều. Chiêu chít luôn đấy. Đây nó giỏi chứ nhỉ. Leo cây là giỏi đấy. Em là thợ leo. Chắc em phải bỏ giày ra. À đây. Anh cũng leo được nhưng mà mẹ giờ này cũng chỉ đi rồi. Mệt lắm. Đây nó chín rồi. Em là chuyên gia trèo cây. Nghỉ ở dưới là bà nhìn nó biết, ở trên bà không biết. À, em bà. Chỉ sợ gãy cành của anh em không dám leo. Không gãy đâu. Không nghe nó tư với... Cây này mới là quả đẹp này. Sao cây nhà anh to ấy nhỉ? Cây chừng đâu rồi, năm 2004. Mười mấy năm rồi. Anh thì hồi xưa có cái cây để ấy đâu? À đây. Có cái cây nó phải một số à, trên cao nữa. Đây 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 đây, cái này. Cái cây này bị chết rồi anh Thụy ơi. Nhà còn 3, 4 cây à? 5 cây. Anh giàu nhiều đấy. 1, 2, 3, 4 làm 6 cây. Hái hồng đi Michigan. Ừ. Nhiều thật. Ở trên này á chín hết rồi. À, trên nhà mình chưa chín nhưng mà đây chín hết. Đây cái mơ. Đó. Đây cây này. Ô cây này ở trên này nó mới chín này, trên ngọn này này. Ăn luôn. Ừ, ăn được không? Chắc mình phải có cái giọ anh ạ, mình phải làm cái giọ. Chứ lại không được đâu. Chơi cái cuốc. Chơi cái cuốc này làm sao mới được. Rất thương. Thôi không được đâu. Vỡ này. Bẻ hết rồi. Cái quả này thì bị hơi thôi. Sao? Cái chủ này chín lắm này mà không kéo được xuống. Đấy gãy cả cái cành người ta rồi. Thôi ôi giời. Em chỉ lấy cái cành này thôi, không dùng cái này đâu. Không được, không được, không được. Thế? Đi. Có cái quả nào thấp lấy được lấy chuyển sang cây kia. Cái cành đi bị gãy ấy. Thôi anh ạ, làm mang này xuống đi. Ừ. Chơi cái này mình phải có cái giọ cơ. Chứ cái đấy nó không được. Em kéo nó vào. Bây giờ cái quả nào cao ở trên đấy cô hái được, cô hái. Để xem cái cây này nha. Cây ở ngoài ấy nó mới chín. Nó có ánh nắng nó mới chín. Ừ.